Hai mọi người, một cái sản phẩm mà hôm nay Mỹ Nghệ Tâm Phúc rất muốn giới thiệu đến các bạn, đó là những cái cây bút gỗ cao cấp được làm từ Mỹ Nghệ Tâm Phúc, là hoàn toàn bằng tay nha mọi người. Đây, cây bút gỗ cao cấp như thế này là gỗ trắc nha. Khi mà chúng ta sử dụng thì sử dụng như những cái loại bút bình thường, đó là khi chúng ta viết ký tên hay gì đó thì chúng ta viết ký tên lên đây. Đây đó. Và sử dụng hết mực thì chúng ta có thể mở nắp và ra và thay ruột thôi. Mở nắp ra, chúng ta mở ngược kim đồng hồ nhé, mở ngược ngược kim đồng hồ và thay cái ruột đi, bỏ ruột mới vô và đóng theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta xoay lên và chúng ta đóng nắp lại thôi, là sử dụng bình thường. Bút này là bút dạng xoay nhé. Khi sử dụng lâu chúng ta sẽ thấy nè, nó càng ngày nó càng bóng cái vân lên nhé. Đây là những cái vân gỗ này, rất là đẹp, tại vì nó là gỗ trắc. Mà gỗ trắc thì nổi tiếng là đường vân và độ chắc chắn của nó. Khi cầm cây bút rất là gọn tay nhé. Đây, rất là phù hợp cho nam và nữ đều xài được. Thì khi mà tặng quà cho ai đó thì mọi người nhớ liên hệ với shop nhé, để shop cắt tên lên cho mọi người, hoặc là vào số điện thoại bên dưới để tư vấn Zalo nhé. Đây, mọi người thấy không, cầm rất là xinh xắn và đẳng cấp luôn. Tặng sếp tặng đồ cũng rất là ok. Khi chúng ta mua cái cây bút này thì chúng ta có thể đặt kèm những cái hộp để bỏ nó vô á. Thì đây là những cái hộp gỗ, và khi đặt hộp gỗ thì chúng ta sẽ được khắc tên lên đây, khắc tên miễn phí lên những cái hộp gỗ như thế này. Nó có hai loại, hộp đơn và hộp đôi. Thì đây là hộp đơn, chúng ta bỏ được một cây bút. Còn nếu chúng ta muốn mua hai cây bút thì nó có cái hộp đôi như thế này, thì chúng ta sẽ bỏ được hai cây. Đây, ai mà xài couple hay gì thì chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta sẽ tặng hai cây cho sếp mình. Đấy, hai cây cho sếp mình một lúc và khắc lên cái hộp như thế này. Hộp rất là đẹp và sang trọng nha mọi người. Mình nhắc lại một lần nữa, đó là bút được làm từ gỗ quý và vân gỗ của nó rất là đẹp luôn. Hàm handmade hoàn toàn bằng tay nha mọi người nha. Khi đặt hàng thì mọi người được khắc tên miễn phí lên đây. Nếu có nhu cầu mà đặt hàng, đặt quà tặng sinh nhật hay hay là quà tặng sếp thì mọi người liên hệ với lại shop nhé, để shop tư vấn cho các anh chị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.